Xin chào cả nhà thân yêu, hôm nay Miss Germany sẽ là một món ăn rất là đơn giản nhưng cực kỳ ngon và bổ dưỡng. Đó là món sandwich với chăm bông và phô mai. Món này mình nướng bằng chảo, cực kỳ nhanh và các em nhỏ rất là thích. Đây là phần ăn đủ cho một bạn nhỏ thì mình dùng 2 lát bánh mì sandwich hay còn gọi là bánh mì gối, một lát phô mai và một miếng jambon. Jambon này tiếng Đức gọi là Kochschinken. Phô mai thì mình dùng phô mai có tên tiếng Đức là Gouda. Phô mai này mình thấy rất là ngon. Mình sẽ cắt miếng phô mai làm đôi. Bây giờ thì mình lấy một cái chảo nhỏ, mình để đầu tiên là lớp bánh mì, đến lớp phô mai. Ở giữa là miếng jambon và tiếp tục một lớp phô mai, cuối cùng là lát bánh mì sandwich. Nếu như bạn nào không thích jambon thì mình có thể thay thế bằng salami hoặc là xúc xích sắc lát thật là mỏng. Mình bật bếp lửa nhỏ với số 4. Mình sẽ đặt chảo lên bếp và nướng. Mình sẽ đậy nắp lại. Khi mà mình đậy nắp lại ha thì cái phô mai nó sẽ nóng chảy đó. Nếu như mình không đậy nắp lại thì cái bánh mì nó sẽ vàng nhưng mà cái phô mai nó sẽ không nóng chảy ra. Mình sẽ nướng bằng chảo như thế này, mỗi một mặt là 4 phút. Chảo mình dùng là loại chảo chống dính. Chảo này thì mình có thể làm được rất là nhiều món nướng mà mình không cần dầu mỡ. Bây giờ đã được 4 phút, mình sẽ dở lên xem bánh mì vàng chưa. Đó, một mặt bánh mì đã rất là vàng, giòn lắm nha các bạn. Bánh mì sandwich khi mà mình nướng vàng như thế này đó thì ăn giòn rất là ngon. Mình sẽ tiếp tục đậy nắp và sẽ lại để cái mặt kia 4 phút nữa. Bánh mì sandwich này thì mình có thể làm được rất là nhiều món. Mình làm được các món nướng, chẳng hạn như là mình dùng để làm chân bánh pizza. Mình có thể là dùng bằng chảo luôn, nướng bằng chảo rất là ngon. Hoặc là mình bỏ vào lò nướng cũng rất là ngon. Hoặc là các bạn có thể làm thịt bằm và mình làm mà mình nướng thịt bằm. Bây giờ thì 4 phút cũng lại trôi qua, mình sẽ dở lên xem. Wow, vàng ươm luôn. Mình sẽ bỏ bánh mì ra dĩa. Và bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem bên trong. Xem là bên trong bánh mì sandwich khi sau khi nướng thì như thế nào. Bánh mì rất là giòn. Giòn nhưng không bị cứng nha các bạn. Wow, đó các bạn thấy không? Phô mai tan chảy. Phô mai chảy ra còn jambon thì chỉ là nóng lên thôi. Bánh mì thì rất là giòn. Bánh mì nướng kiểu này rất là nhanh và ăn cũng rất là ngon. Khi bạn cắn thì cái bánh mì nó giòn rụm. À, có vị béo của phô mai trong miệng và có vị mặn của jambon. À, cái món này cũng rất là bổ dưỡng cho các em nhỏ bởi vì phô mai giúp cho các em nhỏ tăng chiều cao rất là tốt. Món bánh mì sandwich nướng chảo mình đã làm xong. Bây giờ thì xin mời các bạn cùng ăn nhé. À, video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like và nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Còn nếu các bạn có thắc mắc gì thì hãy để lại comment, mình sẽ trả lời tất cả các comment của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.